Welcome back. Bienvenidos de regreso. Qué tal, bạn quay trở lại. Tôi có một số thông báo. Nhất là chúng tôi sẽ show tất cả các bạn tình nguyện viên online. Và bây giờ tôi muốn yêu cầu tất cả các bạn tình nguyện viên, các bạn hãy mở camera lên hết đi ạ. Chúng tôi muốn nhìn thấy các bạn. Và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay được không ạ? Thank you guys. Cảm ơn các bạn. ACI thì có một lực lượng tình nguyện viên thì rất là lớn trên thế giới. Và chúng tôi đang cố gắng là không có tính phí cho ACI. Chúng tôi có khoảng 18, 19 tổ chức. Và ACI thì không có tính phí. Và chúng tôi phụ thuộc nhờ vào tình nguyện viên. Và chúng tôi rất là biết ơn tất cả các bạn. Và ACI đã hoạt động 33 năm rồi, tầm đó. Và chúng tôi hoạt động dựa trên các bạn tình nguyện viên. Và cảm ơn các bạn vì điều này. Và một số thông báo khác. Và chúng tôi ở một cái vùng quê ở Mexico. Và thỉnh thoảng thì có một số vấn đề về kỹ thuật. Và chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi. Và chúng tôi đã nỗ lực nhất trong cái khả năng. Và thỉnh thoảng thì có một số vấn đề về Internet, về kỹ thuật. Chúng tôi muốn có được cái khóa tu ở một cái nơi tuyệt đẹp. Và đây là một cái tên của Mexico. Và nó cực kỳ đẹp. Và có thảm xanh, có cỏ, có rừng. Không có nhiều những cột điện. Các bạn thấy là không nhiều nhìn thấy đó. Vậy thì chúng tôi cũng có những cái vấn đề về kỹ thuật nữa. Chúng tôi có một cái chương trình vào lúc 3 giờ. À, 7 giờ 30 tối nay giờ Guadalajara. Và có Venerable Jigme. Có cô Alex và cô Janice. Và họ sẽ có lớp học vào hôm nay. Chúng ta có một cái ngôn ngữ mới và rất là mới, Pháp. Và chúng tôi cũng đã nghĩ về cái mạng lưới toàn cầu. Và đây là mạng lưới của tất cả những cái tổ chức mà ông nội đã thành lập ở trong 36 năm qua. Và tôi bắt đầu nhận ra một vấn đề. Bởi vì chúng tôi có khoảng 20 tổ chức. Cho nên thỉnh thoảng thì họ không biết những cái tổ chức khác làm gì. Chúng tôi không biết được là những cái gì mà tổ chức này họ đang làm, cho nên là chúng tôi không thể đến được tham gia những cái lớp học của tổ chức đó. Cho nên có hai anh khi mà xây dựng cái Peachtree Cafe rất là đẹp.
This guy should be teaching. Why are you just building things? Khi đó thì vợ tôi mới nói là những anh chàng này nên bắt đầu dạy. Và chúng tôi đã thảo luận với nhau vào cái bàn ăn ở buổi ăn sáng trong vài ngày. Và chúng tôi nói là chúng tôi có một số những cái vấn đề bên trong các cái tổ chức. À, chúng tôi có 18, 19 tổ chức. Và họ không biết là những cái gì những tổ chức khác họ làm lẫn nhau. Và hiện nay thì chúng tôi có khoảng 200.000 học viên trên toàn thế giới. Và gần đây ở Mexico, ở Tabasco, một cái dự án về mảng xanh, Green Japan. Và họ đã được yêu cầu bởi chính phủ là dạy hết cho tất cả các trường học. Và tôi muốn nói các bạn một bí mật. Và tuần trước thì là một cái sở cảnh sát đã hỏi về cái chương trình của Green Stretch Pen. Và ở tổ chức ở Singapore thì đang hỗ trợ cho chương trình Work New của Bichi. Và Alison và Stanley thì mới tổ chức trường đại học. Đây là một dự án rất là lớn. Và có hai trụ sở, ở một ở Kyoto và một ở Arizona. Và họ đang trong cái tiến trình để có được cái chứng chỉ MBA và EMBA. Và nếu các bạn không biết là MBA, MBA là cái gì thì các bạn chỉ việc đăng ký học thôi. Và nó thì cực kỳ là tốt. À, như vậy thì chính yếu là có hai nhóm, một nhóm ở trường đại học và một nhóm ở Singapore. Họ sẽ có một cái show mới, một cái chương trình mới. Mà thông thường thì chúng tôi sẽ làm phim tại Cafe Petri. Bởi vì tôi muốn mở quán cà phê cho cái vấn đề về thuế thôi. Bởi vậy thì tôi đã năn nỉ họ là hãy tổ chức chương trình ở quán cà phê của tôi. Và Daniel và Hassel thì đã set up tất cả mọi thứ trong cái studio. Với Johnny Olsen. Và họ sẽ làm một cái show rất là tuyệt vời. Và thỉnh thoảng các bạn có thể xem chương trình này để biết được những cái tổ chức khác trong 18, 19 tổ chức này họ đang làm gì. Ví dụ như bạn có thể coi được cái dự án là Green Stretch Band họ đang làm gì trong tháng này. Và chúng tôi có cái video đó là hay, tổ chức mới. Và ông nội sẽ có một cái bài giảng ngắn tầm khoảng nửa giờ. Và tại sao tôi lại nói điều này? Và sáng mai thì chúng tôi sẽ có chương trình Bichi Cà Phê tại Guadalajara, Mexico. Đó là một tin tốt. Đó là một tin tốt. Như vậy tin xấu là gì? 5:30 sáng. Tôi sẽ ở đây. Và Juan Hasso và Daniel sẽ ở đây. Và chúng tôi sẽ thực hiện chương trình ở Guadalajara. Và tôi biết đây là một cái khó để mà ở
Và tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất là vui nhộn. Nên mà, cho nên nếu các bạn có thể đến thì chúng ta có thể tham gia cùng với nhau. Đó, tôi đang nói là thời giờ buổi sáng, không phải là giờ buổi tối. Và chúng ta bắt đầu tiếp. We're at Na Dang Shen, you guys. Đang đọc trong văn bản. Ngài nói là Na Dang Shen. Khi mà tôi mất một cái gì đó và những người khác họ có được cái gì đó. Nó giống như kiểu là ai đó chỉ trích tôi. Thì kiểu như là họ đang nhận được có được cái gì đó. Và những cái người mà chỉ trích thì họ muốn cái gì đó. Và cái người mà bị chỉ trích là tôi. Tôi đã mất một cái gì đó. Và chúng ta cố gắng để dừng lại cái cảm xúc đó. Và khi ai đó chỉ trích bạn mà bởi vì bạn đang muốn cải thiện mình là cái gì đó thì bạn là người chiến thắng. Và rồi ngài có một cái lời cuối cùng ở đây. Và chúng ta có sự thay đổi lớn trong văn bản. Và tôi nghĩ là chúng ta đã có văn bản này trong 11 năm, tầm 1 năm. 11 năm. Và sáng nay thì chúng tôi đã xong một cái phần lớn. Và ngài nói là xem này, khi một ai đó chỉ trích bạn, cái người mà chỉ trích, cái người chỉ trích và cái người bị chỉ trích thì cả hai đều chết. Cái cụm thầy mở đọc. Tất cả những cái năm khi mà bạn lo lắng về cái việc là ai đó chỉ trích bạn, nó giống như là một cái giấc mơ. Khi bạn chết đi thì giống như kiểu là chúng ta thức dậy từ một giấc mơ. Giống như một vài phút đầu sau khi bạn thức dậy. Có gì đó đã xảy ra trong giấc mơ và ai đó đã làm tổn thương bạn trong giấc mơ. Trong vòng 5 phút thì bạn thấy là ai đó đã làm tổn thương tôi. Sau đó thì bạn bắt đầu uống một ly cà phê và bạn quên hết mọi thứ. Cái chết thì nó cũng giống như vậy. Tất cả chúng ta đều phải chết. 5 phút sau khi bạn chết, bạn sẽ quên hết ai đã từng chỉ trích bạn. Bạn sẽ không còn nhớ gì từ cuộc sống này nữa. Như vậy tại sao bạn nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy? Cá nhân tôi, nếu bạn là một học viên của ASI, bạn nên đi lòng vòng với luôn luôn một cái nụ cười tươi như vậy, mọi lúc. Ai đó đã nói tôi là ngu ngốc bởi vì tôi đã mắc cái sai lầm. Yeah, kiểu như vậy. Tại sao chúng ta phải lo lắng về điều đó, quan tâm về điều đó? Như vậy thì trong cái bài giảng, tôi nghĩ là nó đâu đó năm 1921, tôi không nhớ chính xác. Bên trong cái lời giảng đó, người thầy là ngài Pabongka Rinpoche, cũng là người thầy của tôi. Ngài nói là rồi sẽ đến một ngày bất kỳ một ai trong căn phòng này rồi cũng sẽ chết. Như vậy thì tất cả những lời chỉ trích, tất cả những vấn đề không còn ai để mà nhớ về điều đó nữa. Và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Không ai còn sống sau cái bài giảng đó. Đã chết từng người một. Như vậy thì cái người cuối cùng chết đi thì không ai còn nhớ được ai đã từng chỉ trích ai. Thì trong tiếng Anh,
Như vậy trong tiếng Anh chúng ta có một cái cụm từ và đó có nghĩa là tôi sẽ nói cho bạn một cái sự thật. Nó cũng sẽ xảy ra ở trong căn phòng này. Khi mà các bạn có nhớ hồi thời gian khi mà chúng ta có một cái retreat ở Guadalajara không? Anh ấy đã chết ngày hôm qua và rồi và sau đó đến người thứ hai và sau người tới người thứ 10 thì không ai còn nói về điều đó nữa. Nên tất cả mọi người rồi sẽ biến mất. Và tất cả những cái điều muộn phiền về những cái lời chỉ trích đó không ai còn nhớ đến nó nữa. Tất cả những người mà nhớ đến nó thì họ cũng đã chết rồi. Thì nó giống như một giấc mơ. Chúng ta rồi sẽ thức dậy ở một cái hành tinh khác. Có thể là chúng ta sẽ nhớ về lời chỉ trích đó trong vòng 5 phút. Rồi sau đó chúng ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ, thậm chí là những cái người thân trong gia đình của chúng ta quên hết. Như vậy thì đừng có để những cái người chỉ trích bạn đang làm lãng phí thời gian của bạn. Bạn chỉ có một chút thời gian ở đây. Có người nói tôi là ngu ngốc. Tôi giống như là, anh nói đúng rồi, tôi đúng là ngu ngốc. Ok, điều gì tiếp theo? Và sau đó tôi không lo lắng vì đó nữa. Hãy làm điều gì đó đẹp đẽ. Bởi vì bạn không có thời gian, đừng có lãng phí thời gian của mình. Cứ hãy nói bạn là tôi không thích cái lời đó. Không thì bạn có thể nói cảm ơn rất là nhiều. Hãy quên về họ đi. Trừ khi có cái gì đó đúng từ những gì họ nói, thì cái phần đó bạn nên cố gắng cải thiện. Và bây giờ một cái tin lớn đây. Chúng tôi đọc từ những ngày 19. Tôi nghĩ là một hoặc là hai lần trong một năm thì chúng ta sẽ đọc những cái bản gốc. Toàn các bài giảng là 24 ngày. Khi chúng ta bắt đầu nó cách đây họ tầm 13 năm hay 12 năm. Và tôi đã nói với các bạn nó sẽ có 2 ngày là về thiền định. Các bạn có nhớ cái ngày mà ở một cái khách sạn nào đó không? Nó có những cái con trùng. Khi có những cái con trùng giống như kiểu là đang chúng ta phải gãi ngứa khi mà chúng ta nói về thiền định. Tất cả mọi người kiểu giống như thế này. Mọi thứ đã được cải thiện rất là nhiều. Và chúng ta đã kết hợp 2 trong cái ngày trước đó. Có tổng cộng là 24 ngày. Và bây giờ chúng ta đã đến ngày thứ 21. Và chúng ta hầu như là gần như hoàn thành. Tại sao tôi lại dạy cái phần cuối trước? Đó là phần về thiền định. Và bạn sẽ thiền định trong tất cả các cuốn sách này. Như vậy thì tôi sẽ dạy về thiền định trước. Nếu mà bạn không ở đó, ở cái thời gian mà có những cái con côn trùng rất là tệ, thì tôi sẽ lặp lại cái phần đó. Từ một cái cuốn sách khác. Đó là một cái cuốn sách vĩ đại nhất về Phật giáo về tiếng Tây Tạng. Một trong những cuốn sách. Đó là một cái bước lớn trên con đường. Cuốn sách của ngài thì có 1.000 trang. 500 trang là về tính không. Và cái cách để thiền định. Và đó sẽ là món tráng miệng. Chúng ta sẽ làm nó trong khoảng 3 năm.
Và sau đó thì Geshe-la sẽ không nói về những cái thứ khác. Về mặt truyền thống, khi mà người thầy ở Tây Tạng dạy về một cái ngày mới, trong cái ngày mới, họ sẽ ôn lại cái ngày trước đó. Và chúng ta sẽ đi đến cái ngày ôn tập của Ngài. Và cái phần đầu tiên là thầy đang nói về một cái tantra cổ xưa bởi Đức Di Lặc. Và Ngài nói, theo thầy đọc, Ngài nói là cố gắng đóng lại con đường tới cái việc tái sinh. Và một lần nữa thì chúng ta có cơ sở dữ liệu của thầy John Brady, 12 triệu trang. Và tôi có thể tìm được cái trích dẫn này trong vòng 3 giây. Và nếu mà các bạn cuộn xuống ở những cái phần chữ in hoa, thì đây là tất cả cái khoảng cái khổ thơ. Thầy đang đọc ạ. Cái đoạn thầy mới đọc có nghĩa là con đảnh lễ trước Bồ Đề Tâm. Con đảnh lễ đến cái trạng thái tinh thần của Bồ Tát, vị Bồ Tát. Và Ngài nói là nó sẽ giúp bạn không có đi vào cõi địa ngục. Và nó sẽ giúp bạn ở cái cõi cao hơn, cõi sinh ra cao hơn. Và nó sẽ đưa bạn đến một cái thành phố nơi mà không có già và cái chết. Khi mà tôi đảnh lễ đến Bồ Đề Tâm, con đảnh lễ đến trạng thái tinh thần của một vị Bồ Tát. Nếu mà các bạn không có hiểu được cái toàn cái khổ thơ này thì các bạn không thể hiểu được Ngài đã nói về điều gì. Vậy chúng ta rất là may mắn khi có được cái dữ liệu của AOL. Các bạn hãy nói khu luôn. Khu luôn. Chepa. Khu luôn có nghĩa là mỗi buổi sáng khi chúng ta bắt đầu cái bài giảng. Các bạn có thể tự hỏi chính mình là tại sao con lại ở đây? Cái điều mà con đang cố gắng làm là gì? Và các bạn biết là khi tôi bay máy bay đến đây cái 2 ngày và tôi quan sát tất cả những cái vấn đề về giao thông và tôi cố gắng coi thử là nó mất bao lâu để đưa tôi đến khách sạn. Và bạn có thể thấy hàng ngàn những cái phương tiện chuyển động trên đường. Thì các bạn phải nghĩ là tại sao tôi lại đến Guadalajara? Tất cả mọi người trong lớp học ngày hôm nay rồi sẽ biến mất. Và tất cả mọi người ở thành phố mà tôi đang quan sát từ máy bay rồi cũng sẽ biến mất. Và rồi họ sẽ đến một cái hành tinh khác. Có những người họ sống ở Guadalajara cách đây 100 năm rồi họ cũng đã đi mất. Như vậy thì khi mà bạn đi từ trên máy bay, bạn nhìn xuống tất cả những cái xe hơi, bạn phải nhớ lý do tại sao tôi lại đến Guadalajara. Tôi đang muốn giúp tất cả mọi người ở đây. Có bao nhiêu người ở Guadalajara? 5 triệu. Yeah. Họ không hề biết điều gì đang diễn ra. Họ đang cố gắng rất là cẩn thận để không nghĩ về nó. Nhưng mà tất cả họ rồi sẽ phải chết. Và tất cả họ rồi sẽ đến một nơi nào đó. Có thể tôi có thể giúp. Và như vậy thì đó là lý do tôi đến Guadalajara. Tôi sẽ học cách để giúp họ. Kiểu như vậy. Như vậy thì mỗi ngày và buổi sáng khi mà chúng ta bắt đầu lớp học, hãy nghĩ về tất cả những người mà bạn muốn giúp đỡ.
Bạn sẽ không hiểu, nhưng mà bạn đã là một người thầy vĩ đại rồi. Nếu bạn biết mọi thứ, cái cách về việc chết đi, thì bạn đã trở thành một người rất là giá trị. Bởi vì phần còn lại của Gadara thì mọi người không biết cách để chết. Vậy thì mỗi một người ở đây, các bạn là một cái người thầy vĩ đại. À, chúng tôi đã khai trương, mở cái trường đại học. Tại sao? Bởi vì tôi đã vào trường đại học Princeton. Và năm nay thì trường đó đứng hàng xếp hàng thứ một theo cái tờ báo của Mỹ. Nhưng mà họ không hề dạy cho tôi thậm chí 5 phút về cách để chết. Và tôi rồi phải chết. Như vậy thì các bạn nên dạy tôi cách chết. Chúng ta nên có bằng MBA về bậc thầy của cái chết, để chúng ta biết cách chết một cách đúng đắn. Vậy chúng tôi đã và đó là một cái trường đại học mà tốt hơn là trường Harvard, tốt hơn là UNAM. Tôi đã có cái bằng PhD từ UNAM. Đó là một cái trường đại học cổ nhất ở miền Nam, Nam Bắc của Ấn Độ, ở Mỹ. Nhưng mà cái trường đại học đó thì tốt hơn. Thì anh nói DSCU. Bởi vì bạn có thể học được cái cách bạn sẽ chết khi mà bạn học MBA. Và chúng tôi đang kết hợp lại cả hai. Đó là một cái trường MBA thực sự. Tại sao nó là thật? Bởi vì học cách để các bạn bán cái gì đó. Nó là trường kinh doanh. Nó là một cái trường MBA. Chúng tôi cũng có những cái giáo sư nước ngoài để dạy ở trường này. Và đó là một cái bằng MBA thực sự. Nhưng với những về cái chuyên ngành về cái chết. Làm thế nào để chăm sóc được cái thứ lớn nhất? Và Ngài đã đi đến cái mà chúng ta gọi là 7 điểm. Và có một cái cấu trúc mà bạn không bao giờ chú ý, bởi vì Geshe-la thì dạy quá chậm. Nhưng mà chúng tôi thực sự đã nghiên cứu Lojong. Làm thế nào để phát triển được một trái tim nhân hậu. Và có 7 phần. Các bạn có thể chiếu lên 7 cái phần đó lại không? Rất là nhiều người chụp hình. Thầy nói là sẽ có thưởng $100 nếu mày mai nhớ. Đây là một cái cách cải thiện trong cái hệ thống. Trong trường hợp mà tôi trao cho $100 vào ngày mai, thì các bạn hãy đi qua 7 điểm này. Và tôi sẽ trao $100 vào ngày mai cho 3 người. Và chúng đây. Đây là 7 điểm rất 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 cổ xưa để giải thích về Lojong, hay là cách để mà phát triển một trái tim nhân hậu. Số 1 là một cái thực hành chuẩn bị. Số 2 là làm sao để phát triển được một cái trạng thái tâm trí của vị Bồ Tát. Cái thứ 3 là làm thế nào để sử dụng vấn đề như là con đường đến sự giác ngộ. Và các bạn đoán là chúng ta đang ở trong cái phần nào lúc này? Phần 3. Làm thế nào để sử dụng vấn đề như là con đường đi đến sự giác ngộ. Và phần 4.
Đó là một cái sự tổng hợp, một cái sự tóm tắt làm thế nào bạn có thể thực hành trong suốt cuộc đời bạn. Có 18 cái bài thiền định. Những cái bài thiền này thì nó không quá dài, bạn có thể thực hành trong 10 phút. Và chúng ta sẽ thực hành trong 2 ngày cuối ở đây. Và ông nội sẽ quay trở lại vào Arizona vào cái tối hôm đó. Thầy đang nhắc tới vợ thầy. Vợ thầy có vấn đề đó thì thầy sẽ là người nấu ăn. Và chúng tôi có cái đào tạo giáo viên đi ACI. Tôi sẽ dạy các bạn số 4. 18 cái bài thiền định. Và tôi muốn các bạn sử dụng trong 3 tháng tới. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau vào tháng 11 hay là tháng 10? Hay là 12, 11 hay 12? Ở núi Kim Cương. Ở Kim Cương hình như tháng 10. Mà chúng ta sẽ tiếp tục với phần này và cũng như là tính không của ngài Nagarjuna. Đây là có thể là 10, có thể là một bài thiền 18 phần ạ. Vào tháng 10 ở núi Kim Cương. Và từ lúc này cho đến khi đó thì các bạn phải làm, thầy đang nói là 18 bài thiền hoặc là bài thiền có 18 phần. Và chúng ta sẽ học nó trong 2 ngày cuối. Và ở đây là số 4 ở đây. Nó có nghĩa là suốt cái phần đời còn lại của bạn, bạn có thể sử dụng 18 cái này. Nó rất là tuyệt. Và các bạn sẽ học nó vào 2 ngày cuối cùng. Chúng ta đến số 5. Intenten tomar jugos verdes, dicen que te sale. Tôi cố gắng đi uống những thuốc uống xanh. Básicamente los lugares incorrectos. I'm thinking that comment over like somebody else is doing. Okay. Number 5. Número 5. Số 5. How do you know when you reached lojong? When you succeeded in lojong? Làm sao bạn biết được là khi nào bạn thành công để đạt đến cái lojong? Làm sao bạn biết được là bạn đang có một cái trái tim tốt? Nó cảm giác như thế nào? Đó là cái chúng ta sẽ học trong số 5 và số 6. Có một số những lời hứa mà bạn cần phải làm về cái trái tim nhân hậu. Và chúng ta sẽ học những điều này cùng với nhau. Và sẽ có cái lời khuyên cuối cùng. Và đây là 7 bước cổ điển, 7 để chúng ta học về lojong. Và chúng ta đã ở số 3. Nhưng nếu mà bạn có thể nhắc cho tôi vào 7 cái này vào ngày mai, 3 người, tôi sẽ cho bạn 100 bạc. Tôi sẽ cố gắng làm sao để cho cái ba lô của tôi nó sẽ nhẹ hơn khi mà tôi về nhà. Các bạn hãy làm nó nhẹ nhàng thôi. Số 1 là cái bước chuẩn bị. Chúng ta chỉ cần nói về 7 từ thôi. 50 đô một từ. 1, bước chuẩn bị. Số 2, thực hành thực sự. Số 3, vấn đề thành con đường. Số 4. Chúng ta đã 18 cái thiền định trong phần đời còn lại của bạn. Số 5. Làm sao bạn biết được khi mà bạn có được cái trái tim nhân hậu? Số 6.
một số những cái cam kết bạn cần lập ra. Chúng ta chỉ cần nói nó là cái cam kết là được. Số 7, cái lời khuyên cuối cùng. Tôi có thể thấy một quý ông từ Santiago, Chile. Anh ấy đã sẵn sàng để có kiếm được tiền. Anh đang viết tay. Tôi thích điều đó. Và nhân đây thì cảm ơn các bạn vì cái áo là đẹp. À, chúng ta bắt đầu. À, bạn thầy mở đọc là đừng có quên vào cái điều mà chúng ta bắt đầu cái lời giảng. Và ngài nói là đừng có quên là cái phần giảng này nó có 7 phần. Và người thầy sẽ đi về hai cái đầu tiên khi mà người thầy bắt đầu cái ngày mới. Ngày mới là cái ngày thực hành nha anh chị. Bước chuẩn bị. Và thực hành. Thứ thứ hai là cái thực hành thực sự. Ngài nói là chúng ta phải quan sát cái việc là chúng ta chăm sóc bản thân mình trước. Và chúng ta phải quan sát cái thói quen mà chúng ta có về cái việc là chúng ta không chăm sóc người khác trước. Không chăm sóc người khác. Và chúng ta hãy cố gắng để chuyển đổi nó. Hãy chăm sóc người khác trước và chúng ta rồi có thể thư giãn. Bạn có thể có được cái điều mình muốn khi mà chúng ta cố gắng chăm sóc người khác trước. Sau đó thì Ngài nói, chúng ta sẽ đi qua Tonle Sap. Khi mà bạn lấy đi cái vấn đề của người khác. Và cái điều này rất là ngọt ngào và nhiều người đến với tôi và nói là con muốn học về Kim Cang Thừa. Con muốn biết về bí mật của Phật giáo. Mà được nói ở đây là bạn muốn biết về bí mật của Phật giáo hay sao? Thì hãy dọn toilet. Hãy đến nhà bếp và dọn toilet. Đó là bí mật. Đó chính là bí mật của Phật giáo. Và nhân đây thì Ngài đã tóm tắt lại trong cái hai ngày cuối. Và đừng có quên là lấy đi và cho đi, đó là pranayama. Và bạn có thể thực hành điều này trong yoga. Thực hành thở pranayama. Cái cổ tay của tôi nó bị đau. Đó là một trong những cái niềm hân hạnh khi mà chúng ta. Tôi thấy là nó sẽ rất hữu ích và bản thân tôi thì tôi cũng đi tập gym và tôi cũng bơi lội. Và bạn có thể làm hại cái yoga của bạn. Thầy đang nói là chúng ta có thể kết hợp với yoga. Khi mà tôi đang rửa, tôi có thể tập những cái tư thế yoga đứng bằng đầu và có thể nâng tạ. Và tôi cũng có thể thực hành thở pranayama. Và rất là vui trong phòng gym khi mà mọi người nhìn vào bạn thì họ thấy bạn đang thở kiểu này. Và bạn có thể thực hành pranayama thành Tonglen. Lấy đi những cái vấn đề của người khác và trao cho họ cái niềm hạnh phúc. Và bạn có thể ngồi trong phòng gym và bạn có thể làm điều đó với tất cả mọi người. Và họ sẽ nghĩ bạn là một cái người thật là lạ. Và có thể thực sự là bạn là người lạ, rất là lạ thường.
Và quay lại với 11 điểm. Tôi không cần phải lặp lại nữa bởi vì các bạn đã nhớ rồi. Bạn được giải cho các bạn nhớ nó. Nếu mà các bạn cảm thấy quan tâm đến 11 cái yếu tố mà chúng ta học ở ngày thứ 19. Và coi như các bạn hoàn thành những cái khác. Và ngài đang nói là ở 7 cái điểm này về cái việc là hoán đổi mình với người khác là nó là vào ngày thứ 11. Và sau đó thì ngài nói về mandala. Và ngài dạy về cái bí mật của mandala. Và có một cái mandala đặc biệt gọi là có một cái tên. Đó là King Adalini. Và ngài nói là hãy làm giống như ngài. Và nhưng mà ngài không nói cho bạn biết là ngài làm nó như thế nào. Và chúng tôi đã đến cái cơ sở dữ liệu của John Brady. Và tôi đã có nói cho các bạn. Nó rất là dài. Nó thì bắt tôi thêm vài tháng. Và đây là một cái lời nguyện. Khi lần đầu tiên tôi gặp người thầy của mình vào 1973 hay 74 gì đó. Và tôi đã đến để học cùng với thầy. Và thầy nói là bây giờ ta sẽ học tiếng Anh. Lúc đó thì thầy không biết tiếng Anh. Và có người thì đã tài trợ cho thầy để đến học ở Washington DC và học tiếng Anh. Và tôi thì đi với thầy để mà phụng sự cho thầy. Và thầy nói là con có thể là cái tài xế của ta và có thể người nấu ăn cho ta. Chúng ta có thể đến Washington DC cùng với nhau. Và chúng ta phải ở đó trong 3 tháng. Và chúng tôi đã ở một cái nơi được gọi là Vihara. Đó là một phần của đại sứ quán của Sri Lanka. Và chúng tôi đã một tháng ở đó. Và tôi đã ở với thầy, tôi giúp cái việc nấu nướng. Và sau đó thì một nhà sư ở đó thì đến nói với thầy tôi và nói, ủa đây là học trò của này, có phải là nhà sư không? Và từ bắt đầu tôi nói là không, tôi chỉ mới bắt đầu học Phật giáo thôi và không phải là Phật giáo. Và họ nói là như vậy thì anh không có được ở đây, ở tòa nhà này. Và tôi nói là ủa vậy thì tôi giờ làm gì giờ? Và họ nói, và họ nói là bên kia đường thì có một cái tu viện gọi là Zen và bạn có thể xin họ ở đó. Và họ đã cho tôi được phép ngủ ở đó. Nhưng mà anh phải thức dậy vào lúc 3 giờ sáng. Và đánh cái gọi là cái trống nó bần. Nó tầm 3-4 giờ sáng. Và đọc theo những cái lời như vậy. Và anh biết là tôi nói là ok. Tôi thấy là, tôi lúc đó thì tôi nói là tôi phải nói với thầy của tôi. Họ là người Nhật và họ nói là ok thì anh cứ nói thầy anh đi. Nếu mà thầy nói không thì anh khỏi không phải quay lại.
Sau đó thì tôi nói với thầy của tôi, liệu con có nên thức dậy lúc 3 giờ và con đọc theo những cái lời họ nói hay không? Thầy nói là nếu mà con không làm vậy thì họ sẽ đá con ra khỏi đó, đúng không? Tôi nói là dạ. Thì hãy làm đi, thầy trả lời. Như vậy thì con, thầy nói là con có thể là nhớ về gọi là cái chương trình của Lam Rim khi mà con làm cái điều đó. Và chúng thì có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và đó là cái thực hành mà chúng ta sẽ làm ở đây. Và chúng ta có cái hình ảnh ở đây. Đây là một cái thư viện, tôi nghĩ vậy. Hình ảnh. Đây là cái thư viện ở Mông Cổ. Đây là một thư viện quốc gia ở Mông Cổ. Và trong vòng 75 năm họ không được phép để thực hành về tôn giáo. Và tôi nghĩ là đâu đó 15.000 nhà sư đã bị giết trong một ngày. Và những người khác thì họ đã mang theo những cái cuốn sách và giấu chúng. Và chúng tôi đã đến đó vào năm 1997. Và chúng tôi đã bắt đầu thu nhặt những cuốn sách đó. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã có thể thu thập được 300.000 cuốn sách. Và bây giờ thì nó rất là đẹp, cái thư viện đó nó rất là đẹp. Và thầy John Brady đã ở đó vào tuần trước. Và thầy đã lo liệu, thầy đã kêu gọi vốn, kêu gọi tài trợ cho những cái dự án này. Để bảo tồn được những cuốn sách này và nhập liệu chúng. Và chúng tôi đã hoàn thành 12 triệu trang. Trong, hình như là trong 5 năm. Đó là một nỗ lực rất là vất vả. Và nó hoàn toàn miễn phí online. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó. Và chúng tôi đã xong khoảng 7%. Và tôi nghĩ đâu đó nó sẽ mất là 350 năm. Và và có một cái thực hành mà chúng tôi làm ở AOL. Khi mà chúng tôi đến thư viện, là chúng tôi sẽ thiền định một chút. Và đó là cái công, để cái công việc đó hoàn thành. Và chúng tôi có một cái sự chúc mừng. Gọi là Christmas. Các bạn hãy nói theo Christmas. Nó là từ Mông Cổ. Nó có nghĩa là trên một người nam trên một cái con ngựa người nữ. Và bạn không đặt nó vào trong cái tủ lạnh. Và làm cái gì đó rồi sau đó bạn uống nó. Và dù sao thì bạn cũng không sẽ không cần phải làm điều này. Nhưng mà chúng tôi có một cái sự chúc mừng, ăn mừng. Và một cái sự chúc mừng nâng cao. Và chúng tôi ăn mừng về việc là vào cái ngày mà chúng tôi đã hoàn thành 300.000 cuốn sách. Và chúng tôi ăn mừng về 300 năm tiếp theo. Và đó là một cái thực hành rất là tuyệt. Thưởng thức Christmas, cái món mà thầy nói. Và bạn thiền định. Và bạn sẽ hình dung ra toàn bộ cái dự án nó sẽ hoàn thành. Và tất cả mọi thứ được đưa lên online. Và tất cả mọi thứ được dịch ra. Nó sẽ mất khoảng 700 năm để dịch.
Và nhân đây thì chúng tôi có một đội ngũ viên dịch, 12 dịch giả. Và chúng tôi đã làm việc với nhau trong 7 năm. Và chúng tôi đã hoàn thành được 6 cuốn sách đến thời điểm này. Trung bình là khoảng 500 trang. Cực kỳ khó. Và chúng tôi đã hoàn thành 200 bao nhiêu đó. Và mỗi một cái văn bản như vậy nó rất là khó. Và ông nội đã dành 5 giờ một ngày trong những cái lớp này. Nó quá nhiều. Bởi vì chúng tôi còn phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để thực hiện cái lớp buổi sáng cho châu Á. Và Arizona là một cái nơi nó có những cái cây lớn. Guadalajara cũng vậy, cách nhau một giờ. Như vậy thì buổi sáng ở Arizona sẽ là buổi tối ở châu Á. Như vậy thì chúng tôi sẽ làm rất là sớm vào buổi sáng hoặc là rất trễ vào buổi tối. Và nó là rất là nhiều công việc, thậm chí là những cái phiên dịch mà trẻ tuổi thì họ còn bị rụng tóc. Và 61 cái lớp học trên thế giới. Nó là những cái lớp học cực kỳ sâu. Và chúng tôi có một cái đề xuất mới. Bắt đầu vào tháng 10 đúng không, thầy Tim? Tôi muốn làm cách mới. Tôi sẽ làm một lần một tuần trong cả năm. Các bạn hiểu ý tôi không? Sau đó thì tôi có thể ngủ. Chúng tôi sẽ làm 3 giờ trong một lần trong một tuần. Có thể là buổi tối thứ hai. Giờ Guadalajara sẽ là vào buổi tối thứ hai. 3 giờ của cái lớp học rất là sâu. Và chúng tôi sẽ làm điều này trong cả năm. Và có 12 cuốn sách. 4 trong cái đó là bất khả thi. Vì vậy thì chúng tôi có một cái đề xuất mới. Và buổi tối thứ hai. Chúng tôi sẽ làm 2 cuốn sách là có thể là khả thi và 1 cuốn sách là bất khả thi. Như vậy thì 2 giờ chúng ta sẽ làm việc với cuốn sách, những cái 2 cuốn sách là khả thi và 1 cuốn sách không khả thi. Và tôi sẽ tiếp tục làm điều này trong cả năm. Và nếu mà chúng tôi có một chương trình như thế, thì chúng tôi sẽ thực hiện những cuốn sách châu Á, cổ châu Á. Và có một cái thứ gì đó họ làm trong cái khóa Geshi. Đó là cái khóa 25 năm. Khi mà tôi ở trong cái năm thứ 3, thầy của tôi nắm lấy tôi. Hôm nay thì con không có đến cái lớp thứ 3 nữa, lớp 3 nữa. Con phải đến lớp thứ 15. Tôi nói là thầy có chắc không vậy? Thầy bắt đầu thầy quay cái chuỗi hạt. Tôi nói là không, con thích tới cái lớp 15. Con thích tới lớp 15. Và sau đó thì tôi ngồi ở phía sau lớp. Tôi không hiểu thậm chí là một từ trong gần như là 2 giờ đồng hồ. Tôi chẳng hiểu gì cả. Và sau đó thì tôi về nhà. Thầy hỏi là lớp học như thế nào? Tôi nói là con không hiểu cả một từ, dù một từ nữa. Con không biết là họ đang dạy về gì nữa. Thầy nói là hạt giống rất là tuyệt vời. Và nó sẽ mở ra cho con trong 12 năm kể từ điểm này. Và nó đã nở. Chúng đã nở. Khi mà tôi đến lớp thứ 15 thì mọi thứ trở nên dễ dàng.
Các bạn hiểu tôi đang nói gì không? Như vậy thì buổi tối thứ hai là một cái buổi tối hoang mang. Bạn sẽ không hiểu gì cả. Nhưng mà hãy mở rộng cái tâm trí của mình. Và ông nội sẽ gieo hạt. Và nó sẽ phát triển lên có thể là sau 12 năm. Và đó là một cách rất là tuyệt đẹp để mà học. Như vậy thì bạn cần phải học cách để thư giãn. Trong lớp học, thậm chí là bạn không biết cái quái quỷ gì đang diễn ra. Thì đó là một cái trạng thái tâm trí nhất định. Giống như kiểu là một vị lạc ma gieo hạt giống. Con chẳng hiểu gì cả. Những gì thầy đang nói. Nhưng mà con mở ra. Đó là vấn đề khi mà tôi mất tóc. Tôi cứ mở ra. Các bạn chỉ có việc mở tâm trí thôi. Tôi rất là khuyến khích các bạn hãy tham gia lớp học này. Và nếu các bạn không có tiền thì các bạn có thể nói tới chú Nick thì chúng tôi không cần bằng tiền. Chúng tôi thực sự không phải thực sự là tính phí, mà chúng tôi là vấn đề về kỹ thuật. Nếu các bạn không có tiền thì các bạn có thể nói chuyện với lại chú Nick hoặc là chú Mai để mà có thể kêu các bạn đến. Như vậy thì dù bất kỳ đâu ở trên thế giới, vào tối thứ hai, chúng tôi sẽ dừng các cái chương trình mà chúng tôi nói về những cái sách cổ này. Và tôi khuyến khích các bạn hãy tham gia. Và tại sao tôi lại nói các bạn về thư viện? Trong thực hành về Lojong hay là thực hành về trái tim nhân hậu, có một cái truyền thống, thỉnh thoảng khi mà bạn thiền định, các bạn hãy giả vờ là tất cả mọi việc đã hoàn thành. Như vậy thì trong trường hợp của ALL, tôi đã đưa tâm trí của tôi vào 300 năm tiếp theo. Và tôi giả vờ rằng 300.000 cuốn sách đã tất cả đã hoàn thành. Và tại sao thầy John Brady lại ở Mông Cổ vào tuần này? Chúng tôi có một cái tin xấu. Thầy lại tìm ra một cái thư viện khác. Họ lại có thêm hơn 300.000 cuốn sách nữa. Ok. Mà thực ra là thầy đã có được cái nguồn tài trợ. Và có vẻ như là chúng tôi có thể bắt đầu. Chúc mừng. Như vậy thì cái gọi là kinh, hình như là kinh về hoa sen gì ạ? Lời nguyện là bạn giả sử bạn làm một Đức Phật. Và bạn giả vờ xem tất cả mọi người trong căn phòng này là Đức Phật. Và một trong những cái lớp đầu tiên mà tôi đi với thầy của tôi, nó là ở Manhattan, nó là ở cái ngôi làng. Và đó là một cái căn hộ rất là nhỏ. Và thầy đã nói về cái điều đó trong một cái thời gian dài, trong cái cuốn sách. Thầy đang nói về cái điều kiện ở đó rất là tệ. Và nó rất là khó để nghe được. Tại vì nó có như là nó có tiếng vang hay tiếng dội gì ở xung quanh tường. Và khi đó thầy hỏi là có ai có câu hỏi hay không? Mẹ, được có câu hỏi. Câu hỏi là chúng ta sẽ thực hành Lam Rim cho đến khi chúng ta thành Phật đúng không ạ? Nói là đúng rồi, cho nên đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Và có người thì hỏi là điều gì xảy ra sau đó. Tất cả chúng tôi thì giống như là chúng ta nên nghĩ về điều này. After that, the Buddhists get together and have ACI programs.
Và thầy của tôi nói là lúc đó thì tất cả vị Phật sẽ tập hợp với nhau để tổ chức chương trình ACI. Và tất cả mọi người sẽ ngồi trong lớp và nghe nhau dạy về ACI. Có còn điều gì tốt đẹp hơn nó như thế nữa đâu. Như vậy thì thỉnh thoảng khi các bạn ở trong một lớp học, đó là một cái thực hành tantric, là hãy hình dung tất cả mọi người đều là Phật, Đức Phật. Và thậm chí là cho đến người cuối cùng cũng đã trở thành Đức Phật. Chúng ta tiếp tục dạy Lam Rim bởi vì đó là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm. Thậm chí là sau khi chúng ta đã hoàn thành Lam Rim, như vậy thì điều gì xảy ra khi tất cả những cái vị này đã thành Đức Phật? Họ sẽ gặp lại với nhau để dạy ACI. Bởi vì nó rất là vui khi chúng ta dạy ACI, đúng không ạ? Hiểu không nào? Đó chính là thực hành Lô Trông. Và người thầy đang nói đến ý này. Và các bạn hãy hình dung tất cả những công việc đã hoàn thành. Và hãy hình dung là 600.000 cuốn sách thầy John Brady đã được nhập liệu. Và hãy hình dung tất cả mọi người đang ngồi trong Lam Rim đã trở thành Đức Phật, đặc biệt là những đứa bé. Chúng luôn luôn làm cái gì đó, lúc nào cũng phải bận rộn với gì đó. Như vậy thì thỉnh thoảng hãy nghĩ như vậy. Và thỉnh thoảng hãy nghĩ là chúng ta đã hoàn thành tất cả rồi. Và chúng ta đã đạt được, đã trở thành Đức Phật cùng với nhau. Hãy tận hưởng cái cảm giác đó trong căn phòng này. Và khi đó, nếu mà bạn cảm thấy tức giận với ai đó, thì bạn có thể quay trở lại. Thời gian của chúng ta như thế nào? Hình ảnh. Không phải tấm hình này. Tôi thích tấm hình này. Tấm hình này đã được chụp cách đây nhiều năm khi tôi đang trong ngành kinh doanh kim cương. Tôi học cách để cắt kim cương. Và nếu các bạn có thể nhìn kỹ ở giữa các ngón tay thì bạn có thể thấy được cái viên kim cương thô. Và khi mà bạn nhìn thấy cái hình này, tôi muốn các bạn nghĩ về cái con đường kim cương, kim cương thừa hay là Vajrayana. Nó là cấp độ nâng cao hay là bí mật của Phật giáo. Và cái tên chính thức là Vajrayana, kim cang thừa, kim cương thừa. Và cái điều cốt yếu của cái con đường kim cương này là đạt đến mục tiêu bằng cách giả vờ bạn đã đến được đó. Đó chính là kim cang thừa. Và tôi nói lại, cái điều then chốt của bí mật của lời giảng của Phật giáo có nghĩa là giả vờ tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Giả vờ rằng tất cả mọi người đã trở thành Đức Phật. Và giả vờ rằng về cái con đường của một cái thứ thật sự. Họ nói là cái kết quả trở thành hạt giống. Cái cây trở thành hạt giống. Giả vờ rằng tất cả mọi người trong căn phòng này đã trở thành Phật. Là cái cách tốt nhất để đạt được điều đó. Và nếu các bạn cảm thấy quan tâm đến Vajrayana hay là Kim Cang Thừa, là bí mật của Phật giáo, thì đó chính là cái cốt lõi về bí mật của Phật giáo. Hãy giả vờ rằng tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Và cái người đang ngồi kế bên bạn thì đã là Đức Phật. Và đó là cách tốt nhất để giúp cho điều đó nó xảy ra. Tuyệt vời không? Như vậy thì khi bạn nhìn thấy viên kim cương, bạn cần phải nghĩ về điều đó. Khi mà bạn thấy ông nội đang cắt kim cương,
thì bạn có thể nghĩ là ô, cái người đang ngồi kế bên tôi đã là Đức Phật rồi. Và tôi, đây là cái điều đặc biệt. Hình tiếp theo. Chúng ta hãy ăn mừng. Đôi lúc chúng ta hãy ăn mừng. Và thỉnh thoảng tôi nói với người vợ yêu quý của tôi, Veronica. À, chúng ta ra ngoài đi ăn tối. Như là cái cách tốt nhất. McConnell. Và cô ấy hỏi là tại sao? Và trong trái tim của bạn thì bạn có thể nói là bởi vì tất cả chúng ta đều là Phật rồi. Chúng ta hãy ăn mừng điều đó. Như vậy thì thỉnh thoảng tôi không biết nữa, tôi cùng với một số những người bạn của tôi. Chúng tôi gọi cho nhau và nói là ô, bây giờ hãy thả mấy cuốn sách đó và ra ngoài. Chúng ta coi thử là chúng ta có thể ăn uống được bao nhiêu. Ông nội có thể có 3 món tráng miệng. Chúng ta chỉ có việc đi. Chúng tôi gọi nó là suchu. Và chúng tôi ra ngoài và có một cái bữa ăn tối thật là thịnh soạn. Và đó chính là thiền định. Và đó là cái sự ăn mừng. Và như vậy thì thỉnh thoảng bạn cần ra ngoài ăn tối để ăn mừng là tất cả mọi thứ nó đã hoàn thành. Và đó sẽ là cái nguyên nhân cho cái điều thực sự. Như vậy thì ăn mừng cho cái việc là bạn đã được giác ngộ, nó sẽ là cái cách tốt nhất để bạn được giác ngộ. Đừng có làm nó mỗi ngày, vì nếu như vậy thì bạn sẽ không học được cách thiền định. Đừng có một người bạn mà nói với tôi rằng tôi rất là thích cái bài thực hành này và tôi làm nó mỗi ngày. Tôi nói là 2 lần một tháng thôi. Chỉ có 2 ngày chúng ta ăn mừng là giả vờ chúng ta đã đạt được Phật quả, còn 28 ngày chúng ta hãy thiền định để đạt được Phật quả. Đừng có quên điều này. Nó không phải là chúng ta có 28 ngày ăn mừng và 2 ngày thiền định thôi, được không ạ? 2 ngày cho 1 tháng. Hãy ăn mừng là chúng ta đã trở thành Đức Phật. Như vậy thì gần 28 ngày cho 1 tháng. Hãy làm cái việc đó. Đừng có lẫn lộn. Giả sử là bạn đã ở trong cái cơ thể của Đức Phật. Và thỉnh thoảng chúng ta thấy mà là cái ánh sáng nó toát ra khi mà chúng ta ăn tối. Bà hãy tưởng tượng là cái ánh sáng nó lan tỏa ra khi mà bạn đang ăn cái bánh. Và ánh sáng đó nó sẽ chạm vào tất cả mọi người ở Gadara và tất cả mọi người trở thành Đức Phật. Và nếu những ai trong những người đó họ trở thành người thầy, và cái cơ thể của họ cũng trở nên thay đổi, và họ không còn chết nữa. Và sau đó thì chúng ta còn ăn mừng dữ dội hơn nữa, được không ạ? Nó thực sự là cái điều chúng ta làm 2 lần một tháng, được không ạ? Và Gorahara thì bữa tối rất là ngon, là bữa tối rất là đắt đỏ. Bạn có muốn biết về cái thực hành bí mật không? Ok, đây là cái điều ngọt ngào nè. Hai lần trong 1 tháng khi bạn ra ngoài để ăn mừng là bạn trở thành Phật, đã trở thành Đức Phật. Thì các bạn hãy bí mật trả tiền cho cái bàn kế bên bạn. Nói với người phục vụ bàn. Chúng tôi sẽ thanh toán cho cái bàn kế bên chúng tôi. Và hãy làm ơn là đừng nói cho họ biết. Và nó vô cùng tuyệt vời.
Và tôi đã nói chuyện với vợ của tôi, Veronica, cách đây 2 tuần. Và chúng ta hãy đồng ý là trước khi chúng ta đến nhà hàng, chúng ta sẽ trả hóa đơn cho cái bàn mà ở bên trái chúng ta. Và cô ấy nói là ok, hãy làm thôi. Và chúng tôi đã đến Mercato. Và họ có một cái phòng đặc biệt khi mà giữ cho nó rộng. Nó vừa cho 23 người. Và họ có một cái buổi tiệc chúc mừng sinh nhật rất là lớn. Và đầy. Và sau đó thì tôi nhìn vào vợ tôi và tôi giống như là tôi không biết là mình có đủ tiền hay không nữa. Vợ tôi nói là có thứ nó như vậy và anh không nên là tắt hứa. Và sau đó thì chúng tôi không đi ra ngoài trong một tháng. Nhưng mà tôi đã trở lại đó cách đây vài ngày. Và cái người phục vụ bàn đã nói với tôi là họ rất là hạnh phúc. Cái điều tốt đó là rất là khó để đến được cái nhà hàng đó. Và bây giờ thì tôi chỉ nói Ali, tôi nói là tôi cần đặt bàn ngày hôm tối nay, là hãy nói với họ là ông Roach. Họ nói là chúng tôi đã đầy bàn trong 2 tuần. Cái sau đó thì cô ấy nói là ngài Roach, cái người đó trả lời là ok, ngài ấy có thể đến. Như vậy thì thỉnh thoảng chúng ta hãy ăn mừng. Bởi vì một ngày nào đó thì tất cả chúng ta đều trở thành Phật. Vậy tại sao chúng ta không ăn mừng? Chúng ta có một cái tiệc là một đêm trước khi mà kết hôn. Chúng ta có thể làm giống như cái bữa tiệc như vậy. Trước đám cưới thì chúng ta có một cái buổi tiệc kiểu như vậy. Cái điều cuối cùng, trong cuốn sách Lojong, nó được gọi là 7 điểm Lojong. Nó viết những cái đoạn, cuốn sách viết những đoạn rất là ngắn. Và cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ học vào sáng mai. Sau cái chương trình Big Tree. 3, 3, 3. Đó là phần tiếp theo của Lojong. Và chúng ta có hình ảnh ở đây. Đây là ở giữa của bánh xe luân hồi. Và tôi có cái tin tốt. Và tuần trước thì chúng tôi đã hoàn thành cuốn sách bánh xe luân hồi. Và nó mất 7 năm. Thầy Sugangshi. Sugangshi from a beautiful place called City of the Lions, Singapore. Và thầy Sugangshi thì đến từ một thành phố có cái tên đó là đẹp, thành phố sư tử, Singapore. Thầy đã hoàn thành cuốn sách này. 525 trang, nó cực kỳ khó. Và nó cực kỳ sâu. Và cuốn sách đó là sẽ trong cái chương trình DCI trong năm tới. Và chúng tôi đã làm việc 7 năm tiếp theo.
cái chương trình đó sẽ vào tháng 11 năm 2024. Nhưng trong lô trong thì chúng ta học cái cách làm thế nào chúng ta phá hủy ở phía giữa của bánh xe luân hồi. Nó được gọi là ba con vật. Chúng ta xem lại bức hình. Chúng ta sẽ học vào ngày mai. Ba cái con vật này thì nó đại diện cho tâm trí của bạn. Nó là ba cái cảm xúc bên trong tâm trí của bạn. Và nó tạo ra một cái vòng tròn. Và chúng ta sẽ học vào ngày mai làm cách nào để chúng ta có thể phá vỡ nó. Tuyệt vời không? Ok, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn Alex Rivas. Tôi nghe một cái lời đồn. Nó chuẩn bị hát một cái bài gì đó ở nhà. Tôi cần. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn thầy Gashila về đã dạy. Cảm ơn Alex. Chúng ta còn hai điều tiếp diễn nữa trước khi kết thúc. Chúng ta có cái raffle ngày hôm nay. Như nó quay sổ số ạ. It's not what it looks like. No, es lo que parece. So this wonderful, wonderful man. Este grande. Đây là một anh chàng rất rất tuyệt vời. Beautiful ring that I'm currently wearing. Đã làm rất là nhiều cái chiếc nhẫn mà tôi đang mang ở đây. Và tôi rất là ngạc nhiên là nó rất là vừa vặn với tôi. Và nó có kim cương trong đó. European. Oh, European. Okay. Corte europeo antiguo. Ándale. And inscribed on it, and I'm too old to see it without my glasses. Tôi quá nhiều tuổi để được thấy cái viên kim cương này. It has the Heart Sutra mantra on it. Nó có một cái tâm kinh ở trong đó bằng tiếng Tây Tạng. And this ring was made as a, it's a long life ring. Và nó sẽ đi theo với tôi. Nó đẹp giống như là nhẫn đính hôn hay là nhẫn cưới. Tôi đeo vào tôi thấy là Có thể. Tôi sẽ nói anh làm thêm một chiếc nữa khi mà tôi kết hôn. Nhưng mà anh ấy đã làm chiếc nhẫn này cho chúng tôi. Và anh ấy đã tặng cho ACI. Và chúng tôi sẽ gọi là và cái sẽ bán cái nhẫn này và trẻ ACI ở Mexico và ACI ở văn phòng chính. Và chúng ta sẽ có được cái lời chúc phúc từ thầy Geshe Michael. Và đây là cái nhẫn chúng ta có một cái lời nguyện để có một cái người thầy ở lâu dài của chúng ta. Và chúng ta sẽ quay ở đây. Và bạn hãy có một cái sự cúng dường trong tâm trí của bạn. Và càng nhiều tiền các bạn cho đi. Và thì các bạn sẽ càng có nhiều cái vé.
if you buy like $1,000 worth of tickets, you're getting like a million tickets. Okay, domestic tickets thing. À, có thể là các bạn có thể là đồ đồ này các bạn tặng 1.000 đô thì các bạn có thể có 1.000 cái vé. Thì như vậy thì bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để các bạn có được cái những cái tuyệt đẹp này. Và thầy Jesse Michael sẽ nhận nó và sẽ có lời chúc phúc cho cái chiếc nhẫn này. Và các bạn hãy hoan hỷ với cái việc quay số này. Một cái nhẫn bắt đầu với 5 đô hả? Mỗi một cái vé sổ số như vậy là 1 đô. Nhưng mà bạn góp 100 thì bạn có cả 1.000 cái vé. Thầy Gacy sẽ mua 100 vé. Và thầy sẽ tặng ngẫu nhiên cho ai đó. Và với các bạn thì các bạn vẫn có thể ủng hộ. Biết ơn thầy Gacy ạ. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã có mã QR ở đây rồi. À, chúng ta hãy quét mã QR để tham gia sổ số hả? Ủng hộ và nhận được cái vé quay ạ. Và cái kết quả sẽ là vào cái lớp cuối cùng. À, nếu mà các bạn có xu hướng là các bạn muốn ủng hộ nhiều hơn thì chúng tôi sẽ kéo dài hơn. Và cảm ơn anh rất là nhiều vì cái việc tử tế mà đã làm. Rất là tuyệt vời. So the screens are completely off. Okay. Then we'll do the other announcement afterwards. À, chúng tôi có cái thông báo khác. À, chúng tôi sẽ chuyển cái thông báo online qua cho Tatiana. Và cái thông báo trực tiếp là Sophie sẽ có thông báo cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 3 giờ. Cảm ơn thầy Tim. Các bạn tham gia online, cảm ơn các bạn đã tham gia ngày hôm nay. Và các bạn hãy lưu ý là chúng ta sẽ có nhiều lớp học rất là tuyệt vời sắp tới. Và chúng ta còn có 2 lớp nữa. Và chúng ta nói về vẻ đẹp của có cô Jimmy dạy và một thầy nữa. Và nó là 2 giờ tối ở Arizona. Xin lỗi, là 2 giờ chiều ở Arizona. Và có một cái khác nữa, đó là việc chúng ta hoán đổi bản thân mình với người khác, dạy bởi Alex và cô Janice. Và lúc 5:30 giờ Arizona. Chiều á. Hoặc là 5:30 chiều ở Arizona. Đây là những lớp rất là tuyệt vời và các bạn hãy tham gia. Và một cái điều là những cái lớp này chỉ dành cho những cái gói có đóng tiền. Và nếu các bạn ở trong cái gói mà có đóng phí thì các bạn sẽ nhận được cái đường liên kết. Nếu các bạn chưa tham gia vào cái gói đóng tiền, đóng phí thì các bạn hãy đăng ký và tham gia cùng với chúng tôi. Và như vậy thì nếu mà các bạn có đóng phí thì các bạn sẽ tham gia tất cả những cái lớp này. Và ngoài ra thì các bạn cũng tham gia những lớp yoga nữa. Và có những hoạt động rất là tuyệt vời. Và điều này sẽ giúp các bạn học làm rim cùng với chúng tôi. Và tôi muốn nói lời cảm ơn với các bạn phiên dịch để giúp cho những lớp học này có thể sẵn sàng với tất cả các bạn ở khắp các nơi. Và cảm ơn các bạn là chúng ta đã bao quát cả cái hành tinh này và chạm đến tất cả mọi nơi trên thế giới.
Cảm ơn tất cả các bạn tình nguyện viên khác đã giúp cho các hoạt động của sự kiện này. Và tất nhiên, cảm ơn tất cả các bạn tham gia online. À, các bạn đã học những cái chương trình của viện của ACI. Và các bạn hãy ở lại cùng với chúng tôi. Và như vậy thì lớp học của thầy Geshe Michael thì chúng ta lại bắt đầu vào ngày mai. Và tôi rất là vui để gặp lại các bạn ở đó. Và hãy tham gia cùng với cái gói đóng phí. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.